Hai đội cử mỗi thành viên sẽ bắt cặp thi đấu với một thành viên đối phương trong hai hiệp. Mỗi hiệp mỗi người có tối đa 2 lần ném bowling. Em với chị Cát Tường. Cái này hay nè. Thôi vậy đi, hai mày đánh thắng hai này đi, rồi vậy đi. Rồi vậy đi. Ờ, tim sắc đẹp, tim sắc đẹp. Tim sắc đẹp. Tim sắc đẹp. Yeah. Cái tim này chắc chắn là đẹp nhưng mà tài năng tới đâu thì chưa biết. Nói nhiều quá. Tiễn thủ ra massage rồi. Chị thấy cái mũi tên không? Ở giữa. Thấy ở giữa không? Chia ra ở giữa. Đánh đúng cái mũi tên đó là vô. Ok. Mà đi từ đây nè, đi từ cái chỗ này nè. Đúng luôn đi, không sao đâu. Đặt chân đây nè. Đặt chân đây, cứ đi vậy, đi thẳng nha. Đi thẳng nha. Đẩy nha. Nặng quá mày. 2 3 vô. Làm như đua xe. Để chạy đi, chơi đi, chơi đi. Đừng ớt tôi chơi. Đừng ớt tôi chơi. Tới chị Thanh. Không Thanh. Không, tại vì dưới nè. Ôi, cố lên. Thôi, chơi cứ thoải mái. Cứ thoải mái.